Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Truyền thông Israel đêm ngày 14 tháng 10 cho biết, giới chức nước này đã cam kết với chính quyền Mỹ về việc không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran để tránh gây ảnh hưởng bất lợi tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới đây. Các nguồn tin của Israel dẫn lời hai quan chức Mỹ nói với tờ Bưu điện Washington rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran khi thực hiện đòn trả đũa cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel vào tối ngày 1 tháng 10 vừa qua. Theo đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ hồi tuần trước, Thủ tướng Israel Netanyahu cam kết cuộc tấn công trả đũa của nước này sẽ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, chứ không nhằm vào các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo. Định hướng tấn công này nhằm không gây ảnh hưởng bất lợi tới ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Đáng chú ý, quan chức Mỹ cho biết cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran sẽ diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 nhằm tránh ảnh hưởng tới tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Cho đến sáng ngày 15 tháng 10, giới chức Israel cũng như Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. Sau cuộc tập kích tên lửa đạn đạo chưa từng có của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, nhiều chuyên gia lo ngại rằng Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran để báo thù. Kịch bản trả đũa này được cho là chắc chắn khiến giá dầu thế giới tăng cao, đồng thời có nguy cơ làm bùng phát một cuộc chiến toàn diện thảm khốc giữa Israel và Iran. Vụ tấn công vào đêm 13 tháng 10 được cho là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 10 năm ngoái. Theo đài truyền hình CNN, 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và trên 60 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Hezbollah vào một căn cứ quân sự gần Bin Yamina, một thị trấn phía bắc của Tel Aviv, cách biên giới Liban khoảng 65 km. Các binh sĩ thiệt mạng đang trong quá trình huấn luyện bộ binh tại căn cứ này, còn những người bị thương vẫn đang nằm viện điều trị. Trước đó, lực lượng phong trào Hezbollah ngày 13 tháng 10 cho biết họ đã phóng một loạt UAV tấn công vào một trại huấn luyện bộ binh của Israel ở Bin Yamina. Nhóm vũ trang này cho biết vụ tấn công là để đáp trả các cuộc không kích chết người của Israel vào Liban cách đó 4 ngày. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào lữ đoàn Golani, một đơn vị bộ binh của lực lượng phòng vệ Israel IDF được triển khai ở miền nam Liban. Tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công được đưa ra ngay sau khi Hezbollah công bố một tin nhắn từ thủ lĩnh bị ám sát Hassan Nasrallah kêu gọi các thành viên trong nhóm bảo vệ nhân dân, gia đình, quốc gia, các giá trị của nhóm này. Thông thường, hệ thống phòng không của Israel được đánh giá là rất đáng tin cậy, nhưng trong sự việc ngày 13 tháng 10 đã không có cảnh báo nào ở khu vực Bin Yamina vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, làm dấy lên nghi vấn về cách UAV có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel mà không bị phát hiện. Hezbollah cho biết họ đã bắn hàng chục quả rocket về phía các thị trấn Nahariya và Akre ở phía bắc của Israel để tấn công hệ thống phòng không của Israel, đồng thời phóng UAV. Hezbollah cho biết những chiếc UAV đã vượt qua hệ thống radar phòng thủ của Israel mà không bị phát hiện và đã đến được với mục tiêu trại huấn luyện của lữ đoàn Golani tinh nhuệ ở Bin Yamina. Người phát ngôn cấp cao của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho biết quân đội sẽ điều tra lỗ hổng để lọt UAV xâm nhập mà không gây báo động tại căn cứ. Ông nêu rõ, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và điều tra vụ việc. Mối đe dọa từ UAV là mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt kể từ khi bắt đầu chiến sự. Chúng ta cần cải thiện khả năng phòng thủ của mình. Vụ tấn công Bin Yamina xảy ra gần 2 tuần sau khi Israel phát động chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban. IDF khẳng định chiến dịch này đặt ra giới hạn. Mặc dù thực tế trên thực địa cho thấy họ có thể chuẩn bị cho kịch bản một cuộc mở rộng và kéo dài hơn, IDF đã ban hành lệnh sơ tán 1/4 lãnh thổ Liban và triển khai các đơn vị từ 4 sư đoàn IDF khác nhau đến khu vực biên giới, đồng thời tiếp tục chiến dịch không kích dữ dội. Theo thống kê của Bộ Y tế Liban, kể từ ngày 16 tháng 9, hơn 1.500 người đã thiệt mạng và ít nhất 8.000 người đã bị thương ở Liban. Thưa quý vị, việc xe tăng quân đội Israel xâm nhập trái phép khu vực đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền nam Liban sáng sớm ngày 13 tháng 10 đang gây nên sự phẫn nộ với cộng đồng quốc tế. Vụ việc khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gọi là những vi phạm gây sốc của Israel đối với lực lượng của họ. Trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Phản ứng với vụ việc, Mỹ, đồng minh của Israel, đã nêu bật tầm quan trọng của việc cần triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban và các lực lượng vũ trang Liban. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết,
Yêu cầu trên do lãnh đạo bộ này Lloyd Austin đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant trong ngày 13 tháng 10. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, trong cuộc điện đàm, ông Austin cũng nêu bật sự cần thiết phải chuyển các hoạt động quân sự ở Liban sang ngoại giao để đảm bảo an ninh cho dân thường càng sớm càng tốt, cũng như khẩn trương thực hiện các biện pháp giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cũng ra tuyên bố liên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Reuters dẫn tuyên bố nhấn mạnh, những cuộc tấn công như vậy nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông Borrell, tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng lưu ý, EU đang chờ đợi lời giải thích và một cuộc điều tra toàn diện từ chính quyền Israel về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lực lượng này đóng vai trò cơ bản trong việc duy trì tình hình ổn định ở miền Nam Liban. Về phần mình, Israel đã phản đối một số báo cáo của Liên Hợp Quốc về vụ việc liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng lực lượng này đang cung cấp lá chắn sống cho các chiến binh Hezbollah trong thời kỳ bùng nổ thù địch. Mặc dù vậy, ngày 13 tháng 10, hãng thông tấn AFP đưa tin, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Italia Giorgia Meloni, ông Netanyahu bày tỏ lấy làm tiếc về bất kỳ sự tổn hại nào gây ra cho nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Liban và nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn thương vong của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Ở một diễn biến khác, trả lời báo giới về tình hình Liban sau hội nghị cấp cao Đông Á tại Lào, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chúng tôi tiếp tục tham gia mạnh mẽ để ngăn chặn xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ, tất cả chúng ta đều có mối quan tâm lớn trong việc cố gắng tạo ra một môi trường mà mọi người có thể trở về nhà, an toàn và an ninh được đảm bảo, trẻ em có thể trở lại trường học. Vì vậy, Israel có lợi ích rõ ràng và rất chính đáng trong việc thực hiện điều đó. Người dân Liban cũng muốn điều tương tự. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đạt được điều đó là thông qua một sự hiểu biết ngoại giao, một sự hiểu biết mà chúng tôi đang nỗ lực trong một thời gian và một sự hiểu biết mà chúng tôi đang tập trung vào ngay bây giờ. Ông Blinken lưu ý rằng Israel có quyền tự vệ trước Hezbollah, nhưng cho biết ông lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ. Tuyên bố của ông Blinken không đề cập đến các cuộc thảo luận về khả năng ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Dư luận Israel rúng động bởi vụ việc đêm 13 tháng 10. Hezbollah đã sử dụng máy bay không người lái tự sát tấn công một căn cứ làm ít nhất 67 binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel IDF thương vong mà hệ thống báo động phòng không không kích hoạt. Đêm ngày 13 tháng 10, tổ chức Hezbollah ở Liban đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của quân đội Israel ở Bini Amina ở miền trung Israel, sát hại 4 binh sĩ Israel và làm bị thương 63 người khác. Hezbollah đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào Israel nếu quân đội Israel tiếp tục tấn công Liban. Sau vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình. Lực lượng Hezbollah cho biết họ đã phóng một loạt máy bay không người lái về phía Israel. Tuy nhiên, phía Israel nói Hezbollah đã phóng hai máy bay không người lái. Hành tung của hai máy bay không người lái này đã bị radar quân sự Israel phát hiện. Theo cuộc điều tra sơ bộ của quân đội Israel, hai chiếc máy bay không người lái tự sát kiểu Mossad của Hezbollah, tức loại Ababinti do Iran chế tạo, đã bay vào không phận Israel từ hướng biển, một chiếc đã bị bắn hạ gần bờ biển thành phố Haifa. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận rằng khi chiếc máy bay không người lái thứ hai tấn công căn cứ quân sự, còi báo động không kích đã không vang lên. Ông nói rằng IDF sẽ điều tra làm thế nào chiếc máy bay không người lái đột nhập và tấn công căn cứ mà hệ thống phòng không không kích hoạt báo động. Chúng ta cần phải được bảo vệ tốt hơn. Chúng tôi sẽ điều tra sự kiện này để rút ra bài học từ đó và cải thiện. Ông Hagari nói và cho biết thêm rằng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Israel đã phải đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Ông Hagari nhấn mạnh, IDF có toàn quyền hành động kiểm soát hoạt động đối với vụ việc này và kêu gọi công chúng không tung tin đồn khi sự thật vẫn chưa được xác minh rõ. Tờ Time of Israel chỉ ra rằng máy bay quân sự và trực thăng vũ trang của lực lượng không quân Israel đã cất cánh truy đuổi chiếc máy bay không người lái thứ hai, nhưng chiếc máy bay không người lái cuối cùng đã biến mất khỏi radar. Báo cáo phân tích rằng chiếc máy bay không người lái này có thể đã bay rất thấp trước khi mất dấu vết. Khi máy bay không người lái biến mất khỏi radar, hệ thống phòng không Israel thường xác định mục tiêu đã bị rơi hoặc bị đánh chặn nên không đưa ra cảnh báo không kích. Nguyên nhân có thể là do chiếc UAV bay ở độ cao thấp quá gần mặt đất và hệ thống báo động phòng không không được kích hoạt. Cuối cùng, chiếc máy bay không người lái đã lao trúng căng tin, căn cứ huấn luyện của lữ đoàn bộ binh Golani số 1.
khiến nhiều binh sĩ Israel thương vong. Ngoài 4 người thiệt mạng, hầu hết số người còn lại đều bị thương do mảnh đạn và 7 người trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng. Theo tin của đài truyền hình Beacon của Hezbollah, vụ tấn công này nhằm trả đũa các vụ tấn công của Israel, đặc biệt là vào thủ đô Beirut của Liban. Trước đó cùng ngày 13 tháng 10, quân đội Israel đã đưa ra một tuyên bố cho biết, tính đến 15 giờ chiều theo giờ địa phương, khoảng 115 vật thể được phóng lên của Hezbollah đã bay vào Israel từ Liban. Lầu Năm Góc đã công bố cuộc điện đàm giữa hai ông Austin và Garland. Ông chủ Lầu Năm Góc bày tỏ lời chia buồn về việc các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Ông Austin nhắc lại tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban và lực lượng vũ trang của chính phủ Liban, cần chuyển từ hoạt động quân sự của Liban sang ngoại giao càng sớm càng tốt, đồng thời giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng ở dải Gaza. Ông cũng tái khẳng định cam kết vững chắc lâu dài và kiên định của Mỹ đối với an ninh của Israel. Tờ Times of Israel chỉ ra rằng máy bay không người lái tự sát Mossad mà Hezbollah sử dụng để tấn công đêm ngày 13 tháng 10 là mẫu máy bay không người lái tự sát của chính Hezbollah. Tổ chức tư vấn Alma Research và Education Center của Israel cho biết, loại máy bay không người lái này có tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km/h, có thể mang 40 kg chất nổ và có thể bay ở tốc độ tối đa 3.000 m. CNN bình luận, hệ thống phòng không của Israel thường khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, còi báo động không vang lên khi máy bay không người lái thứ hai tấn công, khiến người ta thắc mắc làm thế nào mà máy bay không người lái của Hezbollah xâm nhập vào lãnh thổ Israel mà lại không bị phát hiện. Thưa quý vị, sau khi tấn công bằng thiết bị máy bay không người lái vào căn cứ quân sự ở miền trung Israel, phong trào Hezbollah ở Liban tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công Israel nhiều hơn nếu nước này tiếp tục chiến dịch ở Liban. Theo tờ The Times of Israel, ngày 14 tháng 10, Hezbollah tuyên bố, những gì họ chứng kiến hôm nay ở phía nam Haifa không là gì so với những gì đang chờ đợi họ nếu họ quyết định tiếp tục gây hấn với người dân của chúng tôi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hezbollah tấn công doanh trại của lữ đoàn Golani ở thị trấn Bini Amina, miền bắc Israel vào tối ngày 13 tháng 10, khiến 4 binh sĩ Israel tử vong và 7 người khác bị thương nặng. Theo người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari, máy bay không người lái đã vượt qua hệ thống phòng không của Israel và tấn công căn cứ vào khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 10. Lực lượng phòng vệ Israel đang điều tra xem bằng cách nào chiếc UAV có thể vượt qua hệ thống phòng không mà không bị phát hiện. Đây được cho là cuộc không kích hiếm hoi vào lãnh thổ Israel, gây ra số thương vong lớn vì các hệ thống phòng không của Israel thường đưa ra cảnh báo trước các cuộc tấn công như vậy. Theo Hezbollah, cuộc tấn công bằng UAV của nhóm này vào Bini Amina đã không làm kích hoạt hệ thống cảnh báo phòng không của Israel, giúp gây ra sự tàn phá tối đa. Nhóm vũ trang Hezbollah giải thích, như một phần của chiến dịch định tính và phức tạp, họ đã phóng hàng chục tên lửa về phía nhiều mục tiêu khác nhau ở Israel với mục đích làm cho các hệ thống phòng không của Israel phải bận rộn. Cùng lúc đó, nhóm này tiếp tục phóng đi các phi đội UAV khác nhau vào hàng loạt khu vực ở Acre và Haifa. Hezbollah cho biết, các máy bay không người lái định tính đã có thể qua mặt radar phòng không của Israel mà không bị phát hiện và bay đến được mục tiêu trong một trại huấn luyện của lữ đoàn Golani tinh nhuệ ở khu vực Bini Amina. Các UAV phát nổ trong các phòng, nơi có hàng chục sĩ quan và binh lính Israel đang có mặt để chuẩn bị tham gia cuộc tấn công vào Liban, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Hezbollah tuyên bố, những gì Israel chứng kiến hôm nay ở phía nam Haifa chỉ là một phần nhỏ trong số những gì đang chờ đợi họ nếu quyết định tiếp tục hành động chống lại những người dân cao quý và thân yêu của chúng tôi. Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 2 thiết bị bay không người lái di chuyển từ Liban và tiếp cận Israel từ biển Địa Trung Hải. Một thiết bị bay không người lái đã bị ngăn chặn, nhưng quân đội Israel không tìm ra được chiếc còn lại. Khoảng 1 giờ sau cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel, quân đội Israel tuyên bố rằng một thiết bị bay không người lái khác từ Liban đã bị đánh chặn ở vịnh Haifa ở miền bắc Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel sẽ không để Hezbollah tái kiểm soát khu vực biên giới phía nam Liban sau khi chiến dịch của quân đội Israel kết thúc. Theo thông báo từ văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã đi thị sát khu vực biên giới Israel-Liban, thăm một số trạm quan sát nhìn ra khu vực miền nam Liban và đánh giá tình hình trên thực địa cùng với các chỉ huy quân đội Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, Israel coi toàn bộ tuyến làng đầu tiên miền nam Liban có cơ sở hạ tầng của Hezbollah là mục tiêu quân sự. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Hezbollah đã xây dựng nhiều đường hầm dưới lòng đất và kho chứa vũ khí ở những ngôi làng này. Trước đó ngày 11 tháng 10, Hezbollah đã kêu gọi người dân Israel tránh xa các địa điểm của quân đội Israel tại các khu dân cư ở phía Bắc. Nhóm này chỉ rõ, người dân Israel không nên đến gần các cuộc tụ họp quân sự này để bảo toàn mạng sống. Vào cuối tháng 9, Israel bắt đầu chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở nước láng giềng Liban.
sau khi hai bên pháo kích qua lại suốt một năm ở vùng biên giới. Lực lượng phòng vệ Israel công khai thừa nhận rằng khoảng 20 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng ở Liban, nhưng Hezbollah khẳng định rằng quy mô thực sự về số lượng người thiệt mạng của Israel lớn hơn nhiều. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!